Công an thành phố Hồ Chí Minh, danh hài Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản. Nữ đặc công trình diễn võ thuật và kỹ năng công phá. Xin chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, có 16.555 ca mắc mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 16.522 ca ghi nhận trong nước, tăng 206 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.938 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1.646, Cà Mau 1.193, Thành phố Hồ Chí Minh 979, Tây Ninh 923, Vĩnh Long 846, Khánh Hòa 798, Đồng Tháp 784, Cần Thơ 757, Bạc Liêu 678, Trà Vinh 515, Bến Tre 466, Hải Phòng 449, Sóc Trăng 383, Bình Định 359, Thừa Thiên Huế 351, Hậu Giang 343, Bà Rịa Vũng Tàu 297, Đắk Lắk 297, Lâm Đồng 295, An Giang 291, Kiên Giang 275, Đồng Nai 265, Hưng Yên 261, Bình Thuận 259, Bắc Ninh 246, Tiền Giang 199, Thanh Hóa 196, Quảng Ngãi 194, Gia Lai 180, Đà Nẵng 171, Bình Dương 149, Quảng Ninh 134, Phú Yên 129, Nghệ An 121, Hà Giang 100, Lạng Sơn 90, Quảng Nam 85, Thái Bình 72, Long An 71, Đắk Nông 71, Hải Dương 67, Vĩnh Phúc 62, Bình Phước 61, Ninh Thuận 55, Nam Định 54, Quảng Trị 53, Phú Thọ 39, Quảng Bình 34, Hòa Bình 32, Bắc Giang 30, Thái Nguyên 28, Hà Nam 24, Tuyên Quang 21, Lào Cai 10, Kon Tum 10, Cao Bằng 8, Yên Bái 7, Sơn La 5, Bắc Cạn 3, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cà Mau giảm 397, Tiền Giang giảm 191, Thanh Hóa giảm 168. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long tăng 247, Hải Phòng tăng 214, Bạc Liêu tăng 171. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 15.752 ca trên ngày. Hoa hồng thép là cái tên trìu mến mà ai đó đã đặt cho những nữ quân nhân Việt Nam. Họ giỏi việc nước, đảm việc nhà, không bao giờ chịu thua kém phái mạnh trong bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào. Có thể quý độc giả từng thấy các màn trình diễn mình đồng ra sắt chỉ có ở nam quân nhân. Nhưng hôm nay, ekip chương trình sẽ giúp các bạn trầm trồ hơn khi thấy các nữ quân nhân tập luyện các màn trình diễn này ở thao trường. Phóng sự được VTC News thực hiện tại thao trường Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1. Công an thành phố Hồ Chí Minh, danh hài Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định danh hài Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản. Ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả giải quyết các đơn tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Thuận tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, sinh năm 1969, ngụ Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định nội dung tố giác không có dấu hiệu phạm tội và không khởi tố vụ án hình sự số 1156. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định nội dung tố giác không có dấu hiệu phạm tội và không khởi tố vụ án hình sự số 115601 ngày 23 tháng 11. Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có kết luận số 406 KLKS-VKS-P2 xác định quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng pháp luật. Thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ. Trước đó, tháng 5 năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh vướng ồn ào tiền từ thiện khi bị nghi biển thủ hơn 13 tỷ đồng quyên góp cứu trợ miền Trung. Sau khi cộng đồng mạng có nhiều ý kiến thắc mắc và lên tiếng chỉ trích, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải một đoạn video thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân hơn 14 tỷ đồng do các nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt hồi tháng 10 năm 2020. Nam danh hài cũng cung cấp đầy đủ chứng từ, hình ảnh, các tài liệu liên quan để chứng minh bản thân trong sạch cùng lời khẳng định không làm mẻ một đồng nào của công chúng. Đến tháng 6 năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh đã nhờ ekip đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng. Đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh đã trao 2,5 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Ngãi, 1,3 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Nam, 3,9 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị, 1,07 tỷ đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 1,5 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Bình, 2,13 tỷ đồng tại tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề kêu gọi từ thiện và giải ngân tiền hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh. Sau đó, một số cá nhân đã có đơn tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an Hà Nội truy tìm hai kẻ ném bom xăng đốt ô tô trong đêm. Sáng 22 tháng 12, trả lời phỏng vấn VTC News, đại diện Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra, truy tìm kẻ ném bom xăng đốt ô tô xảy ra trên địa bàn phường Phú Thượng. Khoảng rạng sáng ngày 20 tháng 12, chủ phương tiện đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán xe ô tô bị cháy. Chủ xe cùng nhiều người vội vàng dập lửa. Tuy nhiên, chiếc xe bị lửa thiêu rụi gây hư hỏng nặng. Ngay sau đó, chủ xe tới cơ quan công an trình báo. Quá trình trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 3 giờ 27 ngày 20 tháng 12, hai người bịt mặt đi xe máy đến trước hiện trường. Một người nhảy xuống, ném bom xăng về phía xe ô tô, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi. Được biết, chiếc xe bị cháy là xe ben của một công ty vận tải và xây dựng, vừa được mua trước đó 2 tháng. WHO, bộ kit xét nghiệm của Việt Á không đáp ứng được hồ sơ an toàn. Trong thông cáo báo chí phát đi hôm 21 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit, sản phẩm của kit xét nghiệm PCR do công ty Việt Á sản xuất đã nộp hồ sơ chẩn đoán in vitro COVID-19 của WHO EUL, mã định danh sản phẩm xin phê duyệt khẩn cấp. Mã hồ sơ đăng ký EUL của sản phẩm này là EUL 0524-21000. Hồ sơ sản phẩm đã được đánh giá và không đáp ứng được các hồ sơ cần thiết về an toàn, công năng và hoặc QMS. WHO cho hay, WHO có cơ chế tiền kiểm PQ để đánh giá tính an toàn, chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm y tế thiết yếu bao gồm chẩn đoán in vitro trong ống nghiệm, thiết bị cắt bao quy đầu cho nam giới, thuốc, vaccine, thiết bị dùng trong tiêm chủng và thiết bị trong dây chuyền lạnh và sản phẩm kiểm soát vector. WHO PQ mục tiêu đảm bảo các sản phẩm y tế thiết yếu này sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực y tế và cải thiện sức khỏe. Quy trình PQ cho mỗi dòng sản phẩm được đánh giá một cách minh bạch, khoa học, bao gồm các bước xem xét hồ sơ, thử nghiệm sản phẩm, đánh giá công năng và kiểm tra công tác tổ chức nghiên cứu của cơ sở sản xuất. Kết quả của PQ bao gồm danh sách các sản phẩm đã được tiền kiểm, danh sách các phòng xét nghiệm đã được tiền kiểm chất lượng và các báo cáo kiểm tra và đánh giá công khai của WHO. Kết quả này được Liên Hợp Quốc và các cơ sở cung ứng khác sử dụng trong quyết định mua bán các sản phẩm y tế. Ngoài ra, WHO cũng phát triển quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp EUL để đẩy nhanh sự sẵn sàng của các sản phẩm y tế quan trọng và cần thiết trong tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Quy trình này nhằm hỗ trợ các cơ sở cung ứng và các quốc gia thành viên đưa ra các quyết định phù hợp khi sử dụng một IVD cụ thể dựa trên các dữ liệu tối thiểu về chất lượng, an toàn và công năng có sẵn. Theo báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của WHO về thiết bị chẩn đoán dịch COVID-19 hôm 20 tháng 10 năm 2020, kết quả thẩm định của tổ chức này với bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là không được chấp nhận. Cụ thể, WHO cho biết bộ kit có tên LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, địa chỉ tại phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, không đủ điều kiện để vào chương trình mua sắm của WHO. Theo WHO, tổ chức này trước đó đã yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng hệ thống quản lý chất lượng của họ. Tuy nhiên, các thông tin mà công ty Việt Nam nộp lại được đánh giá không phải là bằng chứng đầy đủ cho thấy bộ sản phẩm của họ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485-2016 đối với thiết bị y tế. Nhật Bản lo siêu động đất tấn công, đoạt mạng 200.000 người. Kết luận trên được đưa ra trong bản báo cáo dự đoán thiên tai được Hội đồng Quản lý Thảm họa Quốc gia Nhật Bản công bố hôm 21 tháng 12. Hội đồng này cảnh báo một trận động đất xảy ra dọc rãnh Chishima, phía đông đảo Hokkaido có thể gây sóng thần cao hơn 20 mét, khiến 100.000 người thiệt mạng và 84.000 ngôi nhà bị phá hủy. Việc sơ tán sớm có thể giúp giảm thiểu 80% số người chết. Hội đồng này cho hay, thúc giục chính quyền trung ương và các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay từ bây giờ như xây dựng các khu sơ tán. Một kịch bản khác là động đất xảy ra vào đêm muộn mùa đông ở rãnh Nhật Bản, kéo dài từ vùng biển phía nam Hokkaido đến tỉnh Iwate. Khi đó, số người chết có thể lên tới 199.000 người. Trong kịch bản tồi tệ nhất, tuyết và băng giá sẽ cản trở công tác sơ tán hoặc chính quyền địa phương không thể kêu gọi được người dân đi lánh nạn. 220.000 tòa nhà có thể bị phá hủy nếu thảm kịch này xảy ra. Thiệt hại mà trận động đất ở rãnh Nhật Bản gây ra ước tính vào khoảng hơn 31,3 nghìn tỷ Yên, khoảng 63.000 tỷ đồng, trong đó 25,3 nghìn tỷ Yên đến từ thiệt hại trực tiếp và 6.000 tỷ Yên đến từ thiệt hại gián tiếp như thiệt hại về sản xuất và dịch vụ một năm sau trận động đất. Sau một thời gian triển khai huấn luyện các nội dung, đội công binh số 1 đã bước vào giai đoạn huấn luyện thực hành tổng hợp. Theo đó, đây là cấp độ huấn luyện cao nhất, gian khổ nhất nhằm đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý chuyên môn trước khi triển khai tới phái bộ UNISFA. Sau một thời gian huấn luyện, tiền triển khai các nội dung, đội công binh số 1 đã bước vào giai đoạn huấn luyện thực hành tổng hợp. Đây là cấp độ huấn luyện cao nhất nhằm đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy quản lý, chuyên môn của đội công binh số 1 trước khi triển khai tới phái bộ UNISFA, cũng như góp phần nâng cao năng lực mọi mặt, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA. Quá trình huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đội công binh đã nắm vững quá trình tổ chức hợp luyện, diễn tập, hành động chỉ huy trong xử lý tình huống phải linh hoạt, bao quát và nắm chắc nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, bố trí đội hình hợp lý, khoa học, động tác các cá nhân của quân nhân trong xử lý tình huống thuần thục, sử dụng vũ khí, xe máy trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giáo dục cho bộ đội nắm chắc và thực hiện nghiêm pháp luật nhà nước, điều lệnh quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ tại phái bộ UNIFA đối với đội công binh số 1 trong thời gian tới thì Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung quán triệt, giáo dục sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về công tác huấn luyện cho tất cả toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức huấn luyện rất nghiêm túc và bài bản để trang bị cho cán bộ chiến sĩ có những kiến thức cơ bản và chuyên sâu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Khó khăn, vất vả tôi nghĩ sẽ có. Tuy nhiên là đây không phải là ngay từ bây giờ mà là trong nhiều năm trước binh chủng công binh và đặc biệt là những đồng chí đã được tuyển chọn, đã được binh chủng công binh cử đi học tiếng Anh, đào tạo các chuyên ngành về công binh, các lớp học tiền triển khai để phục vụ cho là tham gia lực lượng diễn hòa bình. Lúc nào chúng tôi cũng trong cái là tâm thế và cái tinh thần rất là cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao công tác tổ chức cũng như tinh thần khắc phục khó khăn của đội công binh và khẳng định đội công binh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là kết quả của công tác ngoại giao các cấp, thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của Liên Hợp Quốc đối với kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trên trường quốc tế và uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị yêu thích, xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.